Rồi, chào anh em nha. Thì mới nãy em có nói cái vụ mà kêu em là lừa đảo không mua hàng của em mà lên vào video là bảo lừa đảo rồi chị em đi chăn gà rồi. Đây nha. Đây ông Cường Nguyễn nha, chắc là toàn lừa đảo này. Nếu chơi xanh chín thì rẻ mà ship code xem sao, chỉ lừa được mấy con gà thôi. Sau đó ông ta đã xóa comment nha. Sau đó vào ông đã vào video lại, ông ta xóa comment này, không bao 5 món này, 700 nghìn này. Ông Cường Nguyễn này nha. Cái loại người như ông ấy, ông vừa phải thôi. Ông mua hàng tôi lừa đảo của ông á, thì ông hãy nói ông vào ông bô bô như gì, chưa biết ông có vợ con chưa mà ông khẩu nghiệp quá vậy. Tưởng ai cũng như ông hả hay sao, làm người bớt sân si đi. Rồi chào mọi người nha, em vào vấn đề chính. Em có cái combo thế này, một cái dũa nha. Đó, một cái dũa nha. Còn khá mới. Và một cái cảo 75 ml của Nhật nha. Tokyo này, cạo lớn à. Thôi, tiếp theo trong combo này là một cây cưa. Hôm bữa cái combo 750.000 này cũng có con cưa giống này, nhưng mà nó không có tem bên này nha. G300 à. Này chắc 25 hay mấy, 30 gần 30 gì đi đó. À, xì con kia 55 nha. Trâu bò này anh em cưa gốc cũng ngon lắm á, cưa gốc nhỏ nhỏ như bắp đuôi đâu á, cưa rất ngon nên mua con này về cưa nha, hoặc là lên tỉa cành cầm nha. Đó, tem G300 công tắc e bên này. Nó không có cái mũ nha, không có cái mũ này nha. Mình còn mấy con khá mới nha, khá ok. Mới thì theo cách nghĩ của mình, nhìn thế nào mình thấy nói vậy thôi. Còn nhiều người chắc khe quá, muốn mới như mới mới ra lò rồi nó khác nha. Đây là hàng đã qua sử dụng của Nhật nha. Miễn bàn cãi về độ mới. Ai thấy ưng thì mới, mà không ưng thì nó sẽ cũ thôi. À, em giật hơi cho mọi người xem nha. Em nói thật là nếu như mà để mà làm nổ bán, thứ nhất là em không có kinh nghiệm mấy này, em chỉ mới tìm hiểu ở nay thôi, tại vì em kinh doanh là chủ yếu chứ không phải là em mở cửa tiệm hay là em thợ chuyên về một hoặc hai lĩnh vực như là máy cưa hay là cắt cỏ thôi, thì lúc đó em mới chuyên tâm em làm cái này, em dọn nổ thế này em bán, mà bán dọn nổ như thế này thế kia tất cả không có cái giá này. Em nói thật mọi người cũng biết rồi nha. Giật nó cũng giật, nó cũng nhẹ chứ không có gì hết nha mọi người. Thì cái không có bể vỡ gì hết đó nha, chỉ có không có cái mũ cái xu này thôi, không có ảnh hưởng gì hết đó. Đó. Làm xích như thế nha. Giá của cái combo này là 750 nha mọi người. Giá cái combo này là 750 nha. Số điện thoại của em là 0978 937 305 nha. Em mà hẹn 715 nghìn quá. Em không COD nha.
nên xem hết video đi, đừng có xem nửa vời, xem hết rồi nó có gì hay không có gì như thế nào. À hôm bữa gửi cho anh kia, rõ ràng là lúc gửi đóng thùng nó có cái này này, cái miếng chân này, cái gửi cho anh xong cái anh kêu sao không có cái miếng này. Em cũng chịu thua luôn, tìm mãi không biết ở đâu, hỏi thử nó có rớt ở trong đấy không, kêu không có, kêu vệ sinh mà nó không có gì đáng hết, nó không sao, nên nó bình thường hết tất cả nha mọi người nha. Đó, rất là ok, vệ sinh bên ngoài thôi chứ em không có tháo bên trong đâu. Nhiều người nói em không biết gì về máy mà thì đúng, em cũng chẳng biết gì về máy, em chỉ biết chút ít để đủ để em bán vậy thôi, chẳng đi chuyên sâu đâu, nên là nhiều anh em biết biết nghề nó thiệt, cho lên trên đây nhiều ông nó thiệt, nhiều ông làm nghề lắm mẹ, nhiều em nói thiệt nha, nhiều ông bị đặt bảo tới xem, nhiều ông thợ bảo tới xem luôn, môi móc từng con ra coi, từng đống ra coi mà biết thừa hiểu cái loại, em không phải nói loại gì mà thừa hiểu cái những người đấy không bao giờ họ mua, không bao giờ mua, tới xem hàng thế nào thôi, thừa hiểu cái giới bọn kinh doanh mà. Nên em chẳng quan tâm, muốn em thoải mái thôi, muốn xem gì xem thoải mái vô tư thôi, xem cho hết ý, xem cho biết hàng luôn nha. Rồi chào mọi người nha, combo 750.000 nha, có số tài khoản bên dưới, số điện thoại địa chỉ bên dưới nha, chào mọi người.